Chúng ta cùng sang mẫu kế tiếp. Đây, đó, kia. Là danh từ N1 hay danh từ N hay là danh từ N1 hay danh từ N2? Ở đây có hai danh từ như vậy mang ý nghĩa lựa chọn là cái 1 hay cái 2. Trong câu trả lời nếu là danh từ N1, khi đó sẽ trả lời N1 です Nếu là danh từ N2, sẽ trả lời N2 です Trường hợp không phải phủ định, tức là không phải cả N1, N2 như thế này sẽ nói rằng Ye so deo hoặc so arimasen ja, và một cái danh từ khác đi kèm vào. Hoặc Ye chigai nhầm rồi và một sự vật khác đi kèm vào. Hoặc chúng ta sẽ nói luôn là Ye danh từ N3 đi kèm vào. Giờ mình đã sang đây ôm mít ra sai. Mời các bạn nhìn ví dụ. Đây ý chị ví dụ số 1. Lan hỏi mình, "Sô wa hôn desu ka? Jisho desu ka?" Đó là cuốn sách hay cuốn từ điển? Jisho desu là cuốn từ điển. Ý desu ka? Chúng ta cùng luyện tập. "Sô wa hon desu ka? Jisho desu ka?" Được 自ですもう一度それは本ですか実装ですか実装ですスラインビハイは本ですか実装ですかカギアラコンセクハイコン あれは本ですか辞書ですかいえ、ノートです。第3、ビィバ。これは本ですか辞書ですか第3、最後の2人。 Không tai. Ja, minasan, chúng ta cùng làm luyện tập Renshubi 14 Trong câu hỏi lựa chọn A hay B như thế này Có một chút lưu ý Khi hai sự vật gần giống nhau Tương tự như nhau Khi đó chúng ta sẽ lựa chọn A hoặc B Đúng không? Các bạn sẽ nhìn vào bốn ví dụ sau. Shapupensiru, borupen. Shapupensiru là bút chì kim, borupen là bút bi. Câu hỏi lựa chọn sẽ hỏi như sau. Kore wa shapupensiru desu ka? Borupen desu ka? Đây là bút chì kim hay bút bi? Borupen desu bolu des là bút bi. Các bạn nhìn theo mẫu làm phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4. Mình sẽ ra lên sưu sĩ mạch các bạn lên tập. Có 3 từ. Hôm, giá sĩ, hôm, Vậy câu hỏi sẽ được là Các bạn thay shampoo pen bằng không Boru pen bằng JASI Và lựa chọn hùng Vậy chúng ta sẽ được là gì? Kore wa hùng desu ka? Jashi desu ka?

đây là chữ y hay chữ ri và lựa chọn là chữ ri vậy là câu hỏi sẽ được là Đây là Trả lời. Ri desu. sam ichi shichi shichi số 7 chúng ta có hai cách đọc nana với shichi trong trường hợp này sẽ nói shichi không nói nana ít đi cả cho nên chúng ta đặt câu hỏi được là kore wa ichi desu ka shichi desu ka Ctds các bạn lưu ý chữ cứng chữ c thì ba cái nét này tương xứng với nhau chữ chữ thì lại tương ứng ở phía trên như thế này còn これは、しですか、とですか。